Rồi, Thanh Tần chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại với kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tần có mặt tại xã Thế Trung của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và đây là ngày thứ hai Tần quay ở cái bờ cây này. Hôm nay thì bác Tần có sử dụng cái bàn tời của bác Hai Tấn ở lại vùng. Nhưng mà không may thì bác Hai Tấn đã mất đâu gần cả tháng à. Mười mấy ngày vậy. Dạ ba, cho con hỏi hình như là bắt Hai Tấn mất này bao nhiêu lâu ba? Này rồi mất bữa 19 âm lịch, 19 âm lịch tháng 7. Nay coi là cũng mười mấy ngày rồi. Dạ. Yeah. Mặc áo vô coi. Này nè, đây là cái bàn tời của bác Hai Tấn gửi tặng nè. Này thì ba có cần sử dụng cái bàn tời này để cột kích kéo cái bằng. Cái này thì ba có toàn hàng thêm ra nha cả nhà. Bình thường thì có hai anh cho là tới đây thôi. Dạ. Yeah. Tới đây thì mình quay á, nó xuống cái tay quay. Tụi tao phải nói thêm này đặng mình có lần gấp vô cây luôn. Dạ. Yeah. Mà nhìn vật thấy người, anh em cũng thương lắm, mà mới quen cũng 3 năm mà tại vì cũng tình cảm qua lại, ông cũng hiền. Rồi gặp nhau rồi với ông mất rồi bây giờ cũng ngồi bây giờ đấy bữa 49 ngày đi qua ổng lúc trước là có bạn Đông Nguyễn bên Mỹ á gửi cho mình cái máy cưa là 192T rồi cái sau đó cái anh 10 anh mới cho thêm cái 194T nữa. Dạ. Yeah. Thấy anh hai nó không có máy cho nên mình mới tặng anh một cái máy mà ảnh gần khi mà ảnh gần chết á anh mới chú chín ơi bữa nào là để anh gửi lại cho máy chứ giờ anh chắc anh hết chưa nổi rồi chắc anh thấy trong mình ảnh là sao đó rồi hôm hổm qua đó dự đám tang này có đứa con gái cũng nói chú chín ơi ba con có dặn đây để gửi cái máy cưa lại cho chú thì cũng nói thôi để đây 49 ngày đi rồi chú mới qua. Dạ. Yeah. Nhận luôn thì có lưu trong đây thì cái ngày 49 ngày thì nó lọt vô là cái bữa 21 tây là 21 tây của mà tháng 9 năm lịch rồi qua đó rồi mình theo cái lời di nguyện của anh nhận lại cái máy để cho anh em rồi đây đi cưa thì có máy cưa rồi cầm theo cưa. Yeah. Rồi kính chúc quý ông bà cô bác là chú thím cầu mợ dì dượng và các anh chị em với các em nhỏ thiếu nhi chúc luôn luôn nào cũng mạnh khỏe làm ăn được thành đạt. Dạ. Giờ bắt đầu em lậm bờ cây này sau này cũng đốn luôn, cây này cũng đốn luôn nè, cái bờ này cũng cao lắm, có cây bần mà nào giờ mới thấy cây bần này cao 30 mét. Dạ. Quá cao, giờ mình tiến hành làm, nãy giờ cũng chờ đứng cúp điện rồi này kia rồi giờ mình bắt đầu tiến hành làm. Dạ. Chúc tiếng bà mình xem video vui vẻ nha. Dạ, dạ, dạ. Cái đó cho con hỏi là bác Hai Tấn bị bệnh thì sao mà mất qua đời? Bệnh là bệnh gan mà mười mấy năm rồi. Dạ. Bắt đầu nó mới bị di căn ra nhiều chứng khác. Tại vì thí dụ cái cơ thể mình á nó suy một cái phần gì đó đó là cái phần khác á nó phải tập trung nó dinh dưỡng để nuôi đó. Cái đầu. Dạ. Là bắt đầu nó mới suy nó các cái kia luôn mà mình không có chỉ đúng thầy đúng thuốc hoặc là mình không có dinh dưỡng nào gì nó để tiếp thu vô mấy cái cơ quan nội tạng khác thì sẽ nó kéo theo là dây chuyền. Yeah. Như là nó phải di căn với tại là mười mấy năm rồi cái càng ngày nó càng sức khỏe nó càng tuột tại ông 66 tuổi rồi. Yeah. Cho nên là chịu không nổi mới qua đời chứ ông cũng còn vui vẻ lắm. Yeah. Mà cưa cây ở bên chùa gì đó bên cưa 110 cây sao bên đó là có ông lại giữ đó nhưng mà thấy mặt ông thần sắc mà mình biết. Yeah. Tái mét hà nhưng mà ông cũng vẫn tươi vui đàng hoàng rồi khi. Yeah. Đi nằm bệnh viện thì mình cũng điện hỏi thăm mà ông không bắt máy con không bắt máy. Yeah. Cũng nghi rồi mà nghe đứa con nó ngùi thôi giờ sẽ ba con cũng xuất viện rồi anh về uống thuốc nam. Yeah. Là nghe nói là biết chắc cũng về quê đó thì chú ơi có hai ba bữa sau cái con gái điện chú chính ơi ba con mất rồi. Yeah. Mình mới giúp mình mà lúc đó để ở xa rồi mình đưa xa rồi cũng tranh thủ về giữ lễ tang của ảnh
vì vừa 49 ngày rồi mình tiếp tục qua nữa thắp nén hương tiễn anh cuối. Dạ. Rồi chào quý bà con mình nha. Hôm nay thì có chú Đường có thằng theo phụ rồi. Hôm qua thì chú Đường đi đám giỗ, xin nghỉ có nửa ngày à. Mà nhậu sau nửa ngày xong cái xỉn quá, xin nghỉ nửa ngày sau luôn. Là nghỉ nguyên ngày. Thì hôm nay vẫn tiếp tục có bác Tư của Toàn với lại bác Năm để theo phụ với ba của Toàn mấy cái cây này. Mày cũng năm nay cũng cưa là 31 năm rồi. Phải không Dũng, 31 năm rồi chưa còn nữa. Tới đầu tới không có ý nó hồi đó giờ rồi bắt đầu là nghỉ nay 4 năm phải không? 4 năm bây giờ bắt đầu đi buồn quá. Nói ở nhà buồn quá thôi. Đi cười với vô khỉ lại. Vui. Dạ. Năm đó cũng vậy đó, năm đó thì cũng vậy đó, thôi nhà buồn quá bị vợ quýnh hoài à. Bác Năm nói hồi đó tao làm thầy nói giờ tao làm lính đó rồi. Thầy là gì nè, ông cũng như ông đi mua cây, ông kia mình cưa. Là, dạ. Thầy chỉ mối cưa. Là ông đi mua, ông mua cây. Dạ. Ông lên đi tôi cột cho. Với lại cái đường này thì chuẩn bị làm một cái đường điện 500 kV đó cả nhà. Nên mới cần cắt bỏ. Một mối là bạn lên cây cắt bỏ mấy cái cây này. Một lên chánh nó khi mà nó mỏi rồi mở trần ngay á. Hoặc là vô lên cây dừa. Mình phải cột cái đuôi đó đó. Cột cái đuôi này nè. Đặng nó lên nó không có vướng vô tàu dừa đâu, kéo lên nó để nó xuông kèo mát máy. Mà giữ vậy tao. Để giữ được tầng nó ra tao bán lại đó. Tao dục mà. Cái nào đường điện 500 kV thì điện nó rất là mạnh nên là những cái cây này là nó cao quá này về nó sẽ phóng điện xuống mấy cái cây này. Mà người dân đi qua lại là có thể là bị giật nên là phải cắt bỏ nha cả nhà. Bà con lên cưa cái cây sao nhỏ trước. Mình cho một hồi cái nhánh bằng nó dễ xuống, đừng có cản trở. Dạ. Qua bằng nó nào giờ mới thấy cái cây bằng nó cao vậy, khoảng 30 mét. Bằng kế bên này nè cả nhà. Chắc tại nó vượt theo những cái cây sao á, nó vươn lên nó kiếm ánh sáng nên nó cao. Chứ bình thường thì nó lùng lùng. Bên dưới này là nguyên một cái dàn dây điện xà xà dưới đất nè cả nhà. Và ở trên có một cái đường dây điện cái này nè. Nên có một phần vài phần nhánh bự bự thì bác cái phần sẽ cột chen nhánh lại. Tại nó bự quá thì cầm tay quăng không nổi. Giật ra nè. Phụ bác Tư ơi. Kéo luôn vô. Đó, trời ơi, đụng chứ cây rồi nữa. Ăn lên xả lên cho nước luôn à. Mình giật cơ đuôi. Biết cái này được hết rồi.
Xuống luôn, xuống được. Xuống luôn. Rồi xong cây sao. Giờ thì ba có cần đợi cưa cái bằng này nó cho trống để hạ được cái cây sao đó. Chắc cũng có thể là cưa thêm cây sao nhỏ nữa nha cả nhà. Là cây sao nhỏ toàn thấy còn nhánh nhiều quá nè. Cái bằng là cây này nè cả nhà. Còn đây là cây sao nhỏ kế bên. Đó, cây bần nó rất là cao luôn. Bắt đầu cưa cây sao nhỏ như vậy rồi qua luôn cái bần nha cả nhà.
mấy cành của cây sao nhỏ này thì không cần phải treo nhánh này, tại nó ve ra cái gạch ngoài thôi. Cắt mấy cái nạn vào để cắt tỉa mấy nhánh trên gớt xuống nó không bị vướng lại thôi. Hai cây sau thì đã cắt vuốt hết mấy cái nạn vô. Bằng gì đâu, quá thì cao luôn, cao hơn cái sao luôn mà. Cái cao hơn cái sao bên này luôn rồi cả nhà.
nhìn xuống quá bự luôn. Mấy cái nhánh bằng này thì nó gia vô dây điện phía bên trong, nên là bắt đầu mấy dây mù sợi dây lỡ lên trên để che mấy phần nhánh xúc. Cái bằng này nó rất là giòn đó cả nhà, nên không có cắt sụ cho nó quơ cái phần nhánh vào trong gốc được. Cái chàm cái sau đó, thì cái phần da nó còn dai, nó còn dính lại. Cái bằng cao khước lên mỏi cổ luôn cả nhà. Vô góc, vô góc. Cái nhánh nó nằm bên đây rồi, bắt buộc mày phải né vậy đó, chứ gắt cái chồng bên dây đó thì sao. Xuống dưới rồi, gài nạn dưới rồi. Thiệt tình. Gài cái nạn cái bằng nhỏ ở trong á. Nó giật lại không lại vô dây điện rồi. Ơi cái dây mới lớn thầy. Quá bự rồi. Xả xuống. Rồi dính dây. Dính dây đi. Người kêu buông người không buông. Đọt đang nghiêng về vườn phía bên nữa, mình bắt đầu sẽ cắt sùng sụ giúp. Tạo dáng đẹp quá chứ đường ơi.
hồn hồn nhìn nó thiêu liêu rồi kìa. Quá trời cao. Dạ, tự nhiên đâu ghé nó luôn à. Cây cao quá cao rồi. Giờ ba cái tầm xả cái mê cưa nhỏ xuống và nhờ chú Đường cột cái sợi dây lớn lên, sợi dây 26 ly lên để họ vừa dùng để kích vô cái tời đằng phía đằng cây sau nãy tầm có quay á cả nhà. Tại cái gọt cái bằng này thì nó đang nghiêng ngược về hướng tầm đang đứng nè. Mùi trái gì thơm dữ bạn, không phải cái mùi giống mùi lên kia mà thơm ngọt mà đâu phải thơm chua. Phóng phóng máy máy nó mày bấm mày đo đâu được hả? Bấm máy đo có iPhone này có chức năng đó à, hả? Chứ thấy dụ mẹ giờ đất nó bấm lên cho nên dụng cái đất mày nó bấm là biết nhiều đó, ví dụ là bấm cái gan luôn mà cây đó cái đoạn dám cao bằng cây sau đó không ta? Bằng này trái non quá trời luôn cả nhà ơi. Trái với bông nè. Quá trời luôn. Đây bông. Gần tượng trái à. Từ đậu trái quá trời luôn. Này là búp bông đó nè. Đó. Đường lại kích vô cái tời nữa nha. À, bắt tường của tầm này, bắt tường của tầm đang dọn gốc. Ủa này kéo cái tời chứ không phải kéo ba lan hả ba? Này. Cọng cáp của cái tời này thì nó dài. Chứ già lại cây sao kia luôn. Nó có còn cột dây vô cái tời như cái nè. Còn cáp thì nhỏ quá, cột trực tiếp vô con cáp thì sợ bị siết dây đứt dây. Nên có cột vô khúc cây. Rồi chắc cú. Má mình đầu bên. Sao không mát động bên á cô tụ? Mát rồi, hai bên hai đầu rồi. Hai bên rồi. Hai bên rồi. Dây nằm giữa rồi nè. Ừ. Nhưng mà mình không cột dây này là này mình kéo này là hồi nó bật ngược có tụt. Lặn quá hai bên. Thấy ba lan quay à. Cảo. Cảo thì chắc ăn hơn.
chứ bá lan thì là nó vô có 2-3 mét rồi quấn vô bắt năm ơi. Rồi quay vô để cáp ra, để cáp ra này để nó nhai cáp gì đó, nhai xiết hai bên đưa vô đây đi. Rồi quấn đi, quấn đi. Phá vô gì tết ra biết lại đứng gần như chân chỗ quay không. Gì? Nghĩ đưa mình lên gì tết làm gì đang kiếm nhậu. Gì vậy anh chết anh chị anh em không anh chết. Trời ơi muốn cầu đứt cái tôi hốt ông quá. Thôi nặng tay đi. Quá cao. Cảm thấy không có được. Sắn thì về đâu quá trời. Kêu này, kêu này. Còn dùng mà. Là có toàn vỗ cái máy cưa rotary nè. Hồi cưa cho ngọt. Ba cái thằng đang đợi cái tờ kia kéo cho nó ngã. Ngã. Quá dài. Cái này ngon quá chứ. Cái này làm có tha ngon lắm nè. Cái này làm có tha ngon thiệt. Mà bằng ai xài. Cái này để nguyên luôn hả vợ đồng? Hỏi chủ nhà. Nè anh chủ nhà này. Mà bán được á là người ta mua là bán có tiền không củi. Ừ. Bán nha mà cây để làm có tha. Mẹ nó vô đây nó chuyển được. Hôm qua có một vô bánh xe, vô bánh xe là rớt xuống dập cái đầu luôn cái này.
vậy cười nước không có hơi tức của nó. Nên cắt cái nạn ra cho nó. Cắt cái nạn với cái ngọn. Tới cái cần tới cái nạn đó anh cắt ngang luôn đi. Cắt ngang cái đọt nhỏ ra đây cắt cái nạn. Cắt nạn này nè. Bự rồi khỏi đi. Nó xả ra nè, nó nóng bằng lên khói đó. Ủa lấy cái nhỏ mẹ. Cái giá nó gấp đôi cái nước kia. Nó quá lên cục dây hả? Dây hả? Này gương nguyên cây luôn mà. Còn vô trong cái mà ấy nước của mình thiện bên nóng, bên nước uống, bên nước lạnh ba thứ. Phân biệt ai nấu đó. Cái đường đi nè của mà bên giếng đó. Nước nóng, nước hũ nóng lắm.
Vậy miếng cây giếng nào mà khoan sâu là nó có lấy độ nước nóng à? Tôi xà nước mỏ. Lòn ra ngoài đó lâu luôn. Lòn ra ngoài cây. Dẹp áo được. Giờ nghỉ chưa? Cái này thì chứ đường sẽ cắt ngang cái đọt và cắt hết mấy cái nạn vào. Vậy là ba có toàn cùng với nhóm thợ cưa cũng đã cưa xong một cây bần và ba cây sao. Thôi toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.